Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ chuẩn bị ra đòn trừng phạt các công ty nhà nước Trung Quốc. Một số công ty nhà nước của Trung Quốc có thể sẽ phải đối diện với trừng phạt từ Hoa Kỳ vì vai trò của họ trong việc mở rộng sự hiện diện của nước này tại Biển Đông. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có trụ sở tại Hồng Kông chia sẻ. Tờ báo này vào hôm thứ Bảy cho biết ông David Stever, phụ tá của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, tuần này cáo buộc Trung Quốc đã sử dụng các công ty nhà nước để bắt nạt các nước láng giềng trong khu vực Biển Đông nhằm chiếm đoạt lượng dầu mỏ và khoáng sản ở vùng biển. Ông Stever cũng gợi ý rằng Hoa Kỳ có thể sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và doanh nghiệp liên quan của Trung Quốc. Đây là hình ảnh máy bay tiêm kích F-18 bay qua tàu sân bay USS Ronald Reagan trong một cuộc tập trận giữa Mỹ trên Biển Đông. Được biết, trong các bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế vào hôm thứ Ba, ông David Stever nêu đích danh Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc, viết tắt là CCCC, thuộc sở hữu nhà nước, đã giúp phát triển nhiều hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông và Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNOOC đặt một giàn khoan lớn trong vùng biển tranh chấp cũng được Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trong khi ông David Stever không nói các biện pháp trừng phạt sẽ như thế nào, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio trước đó cũng đã thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với một số công ty nhà nước của Trung Quốc, trong đó có công ty dầu khí và những công ty truyền thông này. Và hai công ty con yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ chặn tài sản của họ ở Mỹ và loại trừ quan chức các công ty làm kinh doanh tại Mỹ. Bình luận của ông David Stever được đưa ra sau khi Washington bác bỏ yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông, làm tăng nguy cơ tình trạng đối đầu có thể xảy ra giữa hai nước. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông và các nguồn tài nguyên ngoài khơi của họ dựa trên cái được gọi là đường chín đoạn, nhưng nhiều nước láng giềng bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei có quan điểm trái ngược. Giới quan sát cho biết bất kỳ lệnh trừng phạt nào cũng sẽ phụ thuộc vào cách Mỹ và các nước Đông Nam Á định nghĩa hành động của Trung Quốc. Thỏa thuận giữa Mỹ và các nước Đông Nam Á về thời điểm và nơi Trung Quốc có thể được coi là hành động bất hợp pháp, tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán hoặc hành động pháp lý của các quốc gia bị kích động. Jay Burton, giáo sư về vấn đề hàng hải quốc tế tại Đại học Philippines nói tiếp như sau. Chẳng hạn nếu công ty CNOOC tìm cách trao quyền các khối thăm dò trên một khu vực của thềm lục địa Malaysia và Mỹ sẽ có lý do hành động pháp lý chống lại công ty dầu khí này của Trung Quốc có hoạt động kinh doanh khác với họ. Ông Burton đã nói như vậy. Và điều này có thể gây tổn hại nhiều hơn khi nhiều công ty nhà nước Trung Quốc đã tích cực tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường, kế hoạch thúc đẩy đầu tư và cơ sở hạ tầng toàn cầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vạch ra. Đây là hình ảnh giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã từng ngang nhiên hoạt động phi pháp trên Biển Đông của Việt Nam vào năm 2014. Ví dụ công ty dầu khí Trung Quốc sở hữu các dự án trên bờ ở các tiểu bang Texas, Colorado của Hoa Kỳ cũng như ở vịnh Mexico, trong khi công ty con của nó có cổ phần trong một số dự án đầu tư ở Mỹ. Các công ty Trung Quốc này trong đó đã hợp tác chặt chẽ với các nước Đông Nam Á vào tháng 12, giành được hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để xây dựng một sân bay quốc tế bên ngoài Manila, theo chương trình Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Ngay sau khi Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc tại Tòa án Den Haag vào năm 2013, Bắc Kinh đã tiến hành cuộc nạo vét chưa từng có ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông để tạo ra 7 hòn đảo nhân tạo. International Finance News, một tờ báo liên kết với cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa ra thông tin này vào năm 2015. Tháng 5 năm 2014 được theo sau bởi 86 tàu Trung Quốc bao gồm tàu khu trục hải quân và tàu đổ bộ giàn khoan Hải Dương 981 trị giá 1 tỷ đô la đã được chuyển đến vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Bắc Kinh nói giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trong lãnh thổ của mình, nhưng Hà Nội nói giàn khoan này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hà Nội cũng cáo buộc Bắc Kinh đã sử dụng chiến thuật bắt nạt và tìm cách đâm vào các tàu cá của Việt Nam ở vùng biển dầu năng lượng này. Giàn khoan này đã được chuyển đi vào tháng 7 cùng năm, động thái mà Bắc Kinh cho là phù hợp với kế hoạch ban đầu của Trung Quốc. Và Bắc Kinh đã bị chỉ trích khắp nơi vì xây dựng các đảo và quân sự hóa trên Biển Đông. Đây là hình ảnh đường băng trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa
nơi có 8 chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc xếp hàng vào ngày 17 tháng 7 năm 2020. Các công ty nhà nước Trung Quốc đã nhiệt tình tham gia vào nỗ lực phát triển này, với các hình ảnh vệ tinh được phân tích bởi tư vấn quốc phòng Chan cho thấy công ty nạo vét Thiên Tân, một công ty con của tập đoàn CCCC của Trung Quốc, đã đóng một vai trò trong việc phát triển các đảo san hô, bao gồm dạng san hô của đá vành khăn và đá chữ thập, và có hòn đảo lớn hơn hiện là nhà của phi đạo và các cơ sở quân sự khác của Trung Quốc. Trước đó, trong tuyên bố được đưa ra vào ngày 14 tháng 7, Hoa Kỳ khẳng định như sau: Hoa Kỳ bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và tuyên bố các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi tại hầu hết Biển Đông, cũng như chiến dịch bắt nạt để kiểm soát các nguồn tài nguyên đó là hoàn toàn bất hợp pháp. Hoa Kỳ cũng cho rằng mong muốn giữ hòa bình và ổn định tự do trên biển theo luật pháp quốc tế vì lợi ích chung, và đã gặp phải sự đe dọa chưa từng thấy từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và Bắc Kinh đã sử dụng hăm dọa nhằm làm suy yếu quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển ở Đông Nam Á, bắt nạt họ trong các vấn đề về tài nguyên ngoài khơi, và khẳng định sự thống trị đơn phương và thay thế luật pháp quốc tế bằng chân lý thuộc về kẻ mạnh. Và phương pháp tiếp cận này của Bắc Kinh đã được thể hiện rõ trong nhiều năm. Vào năm 2010, khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khi đó là ông Dương Khiết Trì, đã tuyên bố với những người đồng cấp ASEAN rằng Trung Quốc là một nước lớn và các quốc gia khác là nước nhỏ, và đó là sự thật. Thế kỷ 21 không có chỗ cho thế giới quan dã tâm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có căn cứ pháp lý nào để đơn phương áp đặt ý chí của họ lên khu vực, và Bắc Kinh đã không đưa ra cơ sở pháp lý rõ ràng nào cho yêu sách đường lưỡi bò ở Biển Đông kể từ khi họ chính thức công bố vào năm 2009. Trong một phán quyết được đồng thuận vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng Tài được thành lập theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một thành viên, đã bác bỏ các yêu sách hàng hải của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vì không có căn cứ dựa trên luật pháp quốc tế. Tòa Trọng Tài đứng về phía Philippines bên đưa vụ kiện ra Tòa Trọng Tài trong hầu hết các yêu sách của nước này. Thông cáo của Hoa Kỳ cũng nhắc lại phán quyết của Tòa Trọng Tài vào năm 2016 và cho thấy rằng đây là phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc về mặt pháp lý với tất cả hai bên. Mỹ đã áp đặt lệnh cấm liên quan đến 5 công ty công nghệ của Trung Quốc trong thời gian gần đây. Đây là hình ảnh văn phòng trụ sở chính của Huawei ở phía Tây London vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. Theo văn bản chính thức công bố vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, chính phủ Mỹ sẽ cấm các cơ quan chính phủ mua thiết bị và dịch vụ của bất kỳ công ty nào sử dụng sản phẩm của 5 công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei, ZTE, Hitra, Hangzhou, Viking Digital và Duhua Technology. Hãng thông tấn Kyodo dẫn các văn bản trên cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 13 tháng 8 tới đây, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì quan điểm cứng rắn đối với Huawei và các công ty công nghệ khác của Trung Quốc, cho rằng các công ty này gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Theo công báo của Liên bang, các cơ quan Mỹ sẽ không được ký kết, gia hạn hay kéo dài hợp đồng đối với những công ty sử dụng các dịch vụ với thiết bị viễn thông và giám sát qua video do các công ty của Trung Quốc nói trên cung cấp. Một số trường hợp có thể được miễn áp dụng lệnh cấm trong những hoàn cảnh nhất định trên cơ sở xem xét từng trường hợp. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 cho biết Mỹ sẽ áp đặt lệnh hạn chế thị thực đối với một số nhân viên làm việc cho các công ty công nghệ của Trung Quốc giống như công ty Huawei. Vào cuối tháng 6 vừa qua, Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC đã chính thức xác định các tập đoàn viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Theo đó, tuyên bố cấm các công ty của Mỹ sử dụng ngân sách của chính phủ trị giá 8,3 tỷ đô la để mua thiết bị từ những công ty này. FCC cũng yêu cầu các nhà mạng ở khu vực nông thôn loại bỏ và thay thế các thiết bị của hai công ty công nghệ của Trung Quốc này ra khỏi mạng hiện nay của Mỹ. Và quan hệ giữa Anh và Trung Quốc cũng đang xấu đi từng ngày. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Anh Domira Rapp gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bangkok vào hồi 31 tháng 7 năm 2019. Đêm ngày 14 tháng 7 năm 2020 giờ Việt Nam, chính phủ Anh đã chính thức công bố lệnh cấm Huawei. Phát biểu với Quốc hội sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì các cuộc họp nội các và Hội đồng An ninh Quốc gia,
Bộ trưởng Truyền thông Oliver Dowen đã nêu rõ, từ cuối năm nay, các nhà cung cấp viễn thông không được phép mua bất cứ thiết bị 5G nào của Huawei và loại bỏ toàn bộ thiết bị của nhà viễn thông này vào cuối năm 2027. Như vậy, chỉ mất 6 tháng để một quyết định của một quốc gia bị lật ngược lại hoàn toàn. Hồi tháng Giêng thì Anh vẫn còn coi Huawei là nhà cung cấp viễn thông đáng tin cậy. Thủ tướng Anh Boris Johnson còn bật đèn xanh cho phép nhà mạng này tham gia có thời hạn vào cơ sở hạ tầng mạng 5G. Nhưng cuối cùng, trước sức ép của Mỹ, lệnh cấm Huawei đã được thông qua, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong chính sách của London đối với Bắc Kinh. Gần đây, chính phủ Anh không chỉ cấm hoàn toàn thiết bị 5G của Huawei mà còn tấn công Trung Quốc trong các vấn đề về Hồng Kông và Tân Cương. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh nói sẽ có hành động đối với Trung Quốc. Tờ Daily Express của Anh đưa ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2020 với bản tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Dominic Raab đã cảnh báo việc kinh doanh với Trung Quốc sẽ không trở lại bình thường và ông ám chỉ rằng mối quan hệ giữa Anh và Bắc Kinh sẽ có thay đổi lớn. Raab cũng cho biết Anh có thể đình chỉ hiệp ước dẫn độ đối với Hồng Kông. Ông Raab nói rằng nhân quyền của người dân tộc thiểu số ở Tân Cương rõ ràng đã bị vi phạm nghiêm trọng. Ông đã thề sẽ có các biện pháp trừng phạt chống lại Trung Quốc. Ngoài ra, khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn của truyền thông liệu ông có đồng ý với lời kêu gọi của cựu lãnh đạo MI-16, cơ quan tình báo quân đội Anh về việc xác định lại quan hệ với Trung Quốc hay không, Ngoại trưởng Raab nói cần phải rất thận trọng khi xử lý quan hệ với Trung Quốc. Anh hy vọng có mối quan hệ tích cực, hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề về thương mại, đầu tư và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong các vấn đề về lợi ích then chốt và quan niệm giá trị quan trọng, Anh cần nêu rõ quan điểm của mình đối với Trung Quốc, giống như trong các vấn đề với Hồng Kông và Huawei. Ông Raab cũng nhấn mạnh quan hệ giữa Anh và Trung Quốc có thể không giống như trước đây. Và hãng truyền thông Reuters vào ngày 19 tháng 7 năm 2020 cũng đưa tin, vào hôm 6 tháng 7, Ngoại trưởng Anh cũng đã tuyên bố sẽ trừng phạt 49 cá nhân và tổ chức của Nga, Ả Rập Saudi, Myanmar và Bắc Triều Tiên vì bị nghi ngờ vi phạm nhân quyền. Được biết, đây là lần đầu tiên Anh tuyên bố trừng phạt sau Brexit và cũng là lần đầu tiên Vương quốc Anh tuyên bố riêng rẽ các lệnh trừng phạt. Trước đây, London đều hành động phối hợp với Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh các cảnh quay của máy bay không người lái cho thấy hàng dài người Duy Ngô Nhĩ bị còng tay, bịt mắt và trùm kín dẫn đầu để dẫn đến tàu hỏa. Họ có thể bị biến mất hoặc chết mà không ai biết tên tuổi của họ. Ngoài ra, các bản báo cáo và nhân chứng đã cáo buộc Trung Quốc cố gắng giảm dân số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương bằng cách triệt sản bắt buộc. Theo hãng Reuters, một số nghị sĩ quốc hội của Đảng Bảo thủ Anh tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt mới của Anh cũng nên được áp dụng cho các quan chức Trung Quốc. Về vấn đề Hồng Kông, Lưu Hiểu Minh nhấn mạnh ý nghĩa cốt lõi của tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Anh là xác nhận Trung Quốc thu hồi Hồng Kông. Tuyên bố chung không có một từ hoặc điều khoản nào cho phép Vương quốc Anh chịu trách nhiệm gì đối với Hồng Kông sau khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc. Anh không có chủ quyền, quyền quản trị hoặc giám sát đối với Hồng Kông sau khi nó trở về với Trung Quốc. Và Hồng Kông là một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc. Và ông này nói tiếp như sau, mọi việc của Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không cho phép sự can thiệp từ bên ngoài. Trung Quốc kiên định quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích an ninh và phát triển của quốc gia. Chúng tôi kêu gọi phía Anh ngừng ngay lập tức việc nhúng tay vào vấn đề Hồng Kông và ngừng can thiệp vào các công việc nội bộ của Trung Quốc. Trong một diễn biến khác, tờ Sunday Times của Anh vào ngày 19 tháng 7 cũng đưa tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Dominic Raab sẽ đưa ra một tuyên bố tại Quốc hội vào ngày 20 tháng 7, nói chính phủ Anh lo lắng rằng sau khi luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông có hiệu lực sẽ trở thành công cụ để Bắc Kinh buộc những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài im lặng. Vì vậy, Anh có thể tạm ngừng thực thi hiệp định dẫn độ được ký kết giữa chính phủ Anh và Hồng Kông. Tờ báo Sunday Times cũng nói ông Raab sẽ đưa ra các bước tiếp theo mà Anh sẽ áp dụng đối với Hồng Kông vào ngày 20. Báo này nói thêm, Bộ Ngoại giao Anh đã xác nhận họ sẽ cung cấp cho các thành viên của Quốc hội thông tin cập nhật của các biện pháp sẽ áp dụng trước việc Trung Quốc thực thi luật an ninh quốc gia mới ở Hồng Kông, nhưng từ chối bình luận về những biện pháp bổ sung sẽ được thực hiện. Ông Tom Tulkinghorn, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, người của Đảng Bảo thủ và 18 nghệ sĩ vào ngày 18 tháng 7 vừa qua cũng đã gửi cho ông Raab một lá thư chung yêu cầu ông xác nhận việc đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông. Họ chỉ ra trong thư rằng các đồng minh của Anh như Mỹ, Canada và Úc
đều đã đình chỉ hiệp định dẫn độ với Trung Quốc. New Zealand cũng đã bắt đầu xem xét các thỏa thuận có liên quan của nước này với Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 21 tháng 7 năm 2020 với bản tin Mỹ chuẩn bị ra đòn trừng phạt các công ty nhà nước Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.